Ở trên cái trang web của mình thì mình có chia sẻ một cái blog, các bạn viết, mình gửi cái link cho bạn trong cái đường link dưới. Thì đây là 7 nội dung, 7 cái nguyên tắc kiểm thử phần mềm, 7 nguyên tắc kiểm thử phần mềm, 7 nguyên lý về bug cũng là nó ha. Thì ở đây nó có cái phần trích dẫn nguồn gốc, các bạn có thể đọc ha. Đọc thì hầu hết là mình học cái nguyên lý để làm gì, học cái nguyên tắc, cái nguyên lý này. Khi mình học nó xong thì mình hiểu rằng là à, vậy thì những cái này nó thuộc về nguyên lý thì chúng ta không cần phải chống nó lại, chống nó lại. Đó, thấy chưa? Ví dụ như là nguyên tắc thứ nhất nè, là kiểm tra, kiểm thử chỉ ra cái sự hiện diện của cái lỗi thôi, nhưng không thể nào chứng minh được phần mềm không có lỗi. Tức là gì? Tức là ví dụ giống như đối với cái nguyên tắc thứ nhất đó, mình hiểu rằng là cái việc mà mình đi kiểm tra là cái phần mềm nó có lỗi, ok nó có lỗi mình phải sửa lỗi, chứ không có nghĩa là cái phần mềm này không bao giờ có lỗi, nó lúc nào nó cũng đúng hết. Tức là cái việc mà phần mềm lúc nào cũng vậy, còn sử dụng là còn lỗi. Đừng bao giờ nói một câu là phần mềm thì có thể là hết lỗi, trừ khi không sử dụng mới hết lỗi, chứ còn cái chuyện mà hết lỗi là chuyện không thể nào có thể được ha. Rồi, cho nên là cái việc gọi là mình kiểm tra mà không có lỗi thì cũng không chứng minh được cái phần mềm đó là không có lỗi. Ví dụ như tại thời điểm đó mình kiểm tra cái phần mềm này mình thấy ok nó không có lỗi, thì là tại vì mình kiểm tra chưa hết trường hợp cho nên nó chưa có lỗi, hoặc là tại một cái điều kiện, cái ngữ cảnh nó như thế nào dẫn đến nó không có lỗi, chứ không có nghĩa là cái phần mềm nó sẽ hết lỗi, mà là còn sử dụng chắc chắn nó sẽ còn lỗi ha. Cho nên cái nguyên tắc thứ nhất là kiểm tra cho thấy cái sự hiện diện của lỗi đó, chứ không có hiện diện nói rằng là không có chỉ ra rằng là cái phần mềm này không có lỗi. Đó là cái nguyên tắc thứ nhất. Cho nên bạn nào mà có cái tiêu chí trong đầu bảo là sẽ kiểm tra cho hết lỗi, kiểm tra cho hết lỗi và không có bug, thì điều đó là impossible, là không thể ha. Chẳng qua cái mindset, cái suy nghĩ của bạn nó có vấn đề và nghĩ là nó hết, chứ thật ra nó không bao giờ hết ha. Rồi, nguyên tắc thứ hai đó chính là cái việc kiểm tra mọi thứ là điều không bao giờ có thể kiểm tra được. Như các bạn biết là khi bạn kiểm tra về phần mềm thì tại thời điểm đó bạn kiểm tra với những cái test case normal, approval, nhưng mà đó là theo cách suy nghĩ của bạn. Còn trong thực tế thì nó có rất rất nhiều trường hợp mà mình không thể nào kiểm tra được. Ví dụ như đây là một cái ví dụ mình nói cho các bạn nghe để các bạn hiểu ha. Ví dụ giống như trường hợp mà các bạn kiểm tra cái hệ thống đó nó vận hành, nhưng mà các bạn biết trong thực tế á, ví dụ như bạn đi vô bệnh viện hay là bạn đi vô những cái chỗ nó không có internet á, cái mạng nó chập chờn, các bạn truy cập vô cái màn hình nó, bạn thao tác xong thang thao tác giữa chừng cái lưu lời session, lưu cookie các thứ luôn, nhưng mà bạn không thao tác được nữa tại vì mạng internet nó rớt rồi. Thì cái lúc đó những cái đó thì cái record mà các bạn đang xử lý nó bị treo lại trong database, hoặc là treo lại trên session cookie, thì câu hỏi là lúc đó nó sẽ làm gì tiếp theo đó. Thì tất cả những cái trường hợp đó bản thân mình không thể nào lường trước được, kể cả cái việc ví dụ như các bạn vô thanh toán đơn hàng đi, thì tại cái bước thanh toán đơn hàng ấy, tự nhiên xua đuổi sao mạng cái chỗ bạn đang làm bị cắt hoặc là điện nó bị ngắt, thế là bị rớt mạng giữa chừng. Thì cái việc đó, những cái trường hợp đó là bạn cũng không kiểm tra nổi. Cho nên cái việc mà kiểm tra mọi thứ là điều không thể. Cho nên ở đây bạn nhớ cho mình, khi mình kiểm tra không có bất, hoặc là mình kiểm tra thì nó nằm trong cái phạm vi của mình, đó chính là cái phần test case mình viết ra, hoặc là những cái phạm vi mình đã quy định là mình sẽ test theo quan điểm nào. Cho nên cái việc nguyên tắc thứ hai là kiểm tra mọi thứ là điều không thể ha. Và thứ ba là cái này thực ra thì nó cũng rất là đơn giản, nó rất là dễ hiểu, mà người ta có một câu là phòng cháy hơn chữa cháy. Thì cái việc mà mình kiểm tra thử sớm nhất sẽ giúp cho mình tiết kiệm được thời gian và tiền bạc, cái chuyện này là chuyện đương nhiên. Ví dụ giống như trong quá trình mà bạn thực thi, ví dụ như tại thời điểm mà bạn muốn cho cái lỗi được phát hiện được sớm nhất đó, thì thật ra nó có một cách, cái này mình chia sẻ một cái tip thôi nha các bạn. Ví dụ như bạn là cái role tester, bạn chơi cái role tester, thì lúc đó bạn nhớ thì mình là cái sản phẩm mà bạn sẽ test đó là do đội developer họ làm, cái đội phát triển phần mềm họ làm. Thì câu hỏi đặt ra mình làm sao để mình phát hiện được những cái lỗi của họ sớm nhất, đúng không? Thì tại thời điểm mà họ đang đang phát triển đó, mình có thể join vào cái team đó, mình có thể join vào cái team đó, để mình tìm hiểu coi cái hiểu nghiệp vụ của họ nó có đúng như cái mình hiểu hay không, hoặc là nó có sự sai lệch nào đó. Thì lúc đó bản thân mình cũng có thể gọi là kiểm tra sớm nhất có thể. Mình vô mình hỏi, mình chỉ tư vấn cho các bạn đó, mình nói, ok cái này tôi hiểu như thế này, anh hiểu như thế này, nếu mà anh hiểu như thế này anh develop, anh phát triển cái này thì nó sẽ bị bóc, trong khi tôi hiểu như thế này thì nó sẽ đúng chẳng hạn đó. Thì mình giúp cho cái đội đó gọi là gì, hiểu nghiệp vụ thì họ sẽ làm đúng hơn, và lúc đó mình nhận cái sản phẩm nó cũng tốt hơn đó. Đó cũng là một cái cách để mình có thể kiểm thử sớm nhất có thể ha. Đó là một cái ví dụ. Thứ hai là trong quá trình mình phát triển phần mềm, ví dụ như là một hệ thống của mình nó có 100 màn hình, 200 màn hình, thì lúc đó ví dụ những màn hình nào xong thì mình nhờ cái đội developer họ đưa lên hệ thống cho mình test luôn.
chứ mình đừng có đợi đến cái lúc mà nó hoàn thành hết 100 màn hình bắt đầu mình test, thì cái điều đó là điều rất là dở ha. Tại vì phát hiện như vậy là nó muộn quá. Ở đây nó có một cái xu hướng nữa là ví dụ như các bạn develop A nào đó, bạn thực hiện cái màn hình A nào đó xong cái tới chừng qua màn hình B thì bạn cũng có xu hướng làm code y chang như cái màn hình B, tại vì đó là cái kinh nghiệm của bạn. Thì khi mà bạn làm như vậy thì đôi lúc cái lỗi của màn hình A nó lại lặp lại màn hình B đó, cho nên là các bạn phải cố gắng giúp mình làm sao để kiểm tra sớm nhất có thể là như vậy ha. Rồi về nguyên tắc thứ tư đó là lỗi gom thành nhóm. Thì thông thường cái này là nó mang mang tính chất giống như là kiểu người ta thống kê thì người ta thấy được là thường nó sẽ là cụm lỗi. Cụm lỗi thì thường nó sẽ là bất tập trung. Cái này nó có một cách để các bạn phát hiện, đó là trong quá trình các bạn thống kê. Thì thật ra cái việc mà thống kê thì thông thường mình thấy là các bạn tester có một vấn đề là các bạn thống kê sau khi việc nó đã xảy ra rồi, tức là thường các bạn sẽ đợi đến lúc mà nó gần xong rồi bạn thống kê, bạn phân tích. Thì thật ra về quan điểm là nó cũng không sai, nhưng mà có điều là nó muộn ha, nó muộn. Mình cố gắng làm sao mình phát hiện cái vấn đề nó sớm nhất có thể, nó là cái mà mình mong muốn. Cho nên á, mình chỉ cho một cái tip cho các bạn là chỉ một cái thủ thuật là khi các bạn thống kê bất á, là mỗi ngày các bạn đều thống kê, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm bạn thống kê, thì trong quá trình đó bạn sẽ thấy những cái lỗi lỗi nó gom thành nhóm, thì mình sẽ thấy được là cái dự án của mình nó đang focus, nó đang tập trung vào cái nhóm nào và cái lỗi lỗi nào. Thì thường á, là nó sẽ có cái xu hướng là nó sẽ gom thành giống nhau những cái lỗi giống nhau. Thì mình quan sát như vậy để mình biết là lỗi nó đang gom nhóm vô cái cụm đó, vậy bây giờ phải tập trung sửa hết cái nhóm lỗi lỗi đó rồi sau đó mình hãy đi tiếp, chứ để thôi mình mất cái effort, mất cái thời gian, mất cái nỗ lực của mình, nó mất cái công sức của mình, nó phí phạm lắm và nó không tốt nha các bạn. Đó là cái mà bạn để ý gì mình, đó là cái phần lỗi gom nhóm. Rồi thì cái tiếp ở đây là mình thống kê liên tục nha các bạn. Rồi số 5. Số 5 thì cái này nghe nó hơi kỳ kỳ nhưng mà đọc kỹ tí sẽ hiểu ha. Đó là đề phòng nghịch lý thuốc trừ sâu. Thì thuốc trừ sâu có nghĩa là gì? Thuốc trừ sâu là gì? Tức là nôm na là mình cứ test đi test lại với cái bộ test cây mà mình đã dừng trước đó và mình thấy không có bất, cái thế là mình cứ nghĩ là không có bất và mình cứ test đi test lại bộ test cây đó, thì coi chừng là kiểu như là tại vì mình thuốc trừ sâu mà đúng không, mình chơi có loại thuốc hoài cho nên sâu rỉ nó quen rồi nó đâu vấn đề nữa. Cho nên là mình cố gắng là gì, làm sao đó test cây luôn luôn phải được update mới nhất theo cái nghiệp vụ mới nhất đó, và lúc đó mình phải tìm ra những cái vấn đề nó nằm trong một test cây của mình nếu cần, nếu được ha. Tức là mình thay đổi cái nội dung test nè, rồi test thêm, test bớt những gì đó ha. Thì đây nó có cái từ regression test, regression bug, regression test ha. Thì là ví dụ giống như trong quá trình mà bạn sửa một cái lỗi, rồi cái lỗi đó bạn phải ngồi test lại hết nguyên cái luồng nghiệp vụ hệ thống và test đi test lại nguyên cái luồng nghiệp vụ để đảm bảo là nó không bị ảnh hưởng. Thì nó gọi là regression test, nó gọi là những cái liên quan tới cái việc kiểm thử liên quan tới cái việc gọi là mình đi kiểm tra lại cái nghiệp vụ đó coi nó chạy đúng không. Thì đây nó có một khái niệm là regression bug, đó tức là cái số lượng bug này hiện tại mỗi lần mình test đi test lại thì nó thấp, nó thấp thì cũng có thể do cái test cây của mình hiện tại nó không có đáp ứng được, thì lúc đó mình phải cập nhật test cây liên tục, cập nhật làm sao cho nó đầy đủ nhất và mình hiểu là cái này ok test không bất mình thêm cây vòng test chẳng hạn đó. Dĩ nhiên cái này các bạn cũng phải lưu ý cho mình, cái bộ test cây mình tạo ra tại thời điểm này nó không có bất, cái thế là mình cứ nghĩ là ok nó không có bất, cái thế là mình phải là viết test cây thêm, viết thêm rồi sau đó test hoài thì khi nào kết thúc đúng không các bạn đó. Cho nên các bạn ở đây nó cũng phải cân bằng giữa hai thứ, đó là cái feature của các bạn cộng với cái việc gọi là nội dung của cái test cây sao cho nó phù hợp. Ví dụ như bạn lên kế hoạch bạn viết cái test cây đó trong vòng 3 ngày 4 ngày bạn đã viết xong rồi, khách hàng nhìn vô test cây đó khách hàng cũng approve rồi, nội dung đó team lead các bạn tất cả mọi thứ cũng approve hết rồi, thì vấn đề còn lại là bạn cứ lấy cái file test cây ra bạn test thôi, còn test không có bất thì bạn test nó không có bất vậy thôi, chứ không lẽ không có bất các bạn phải ngồi bạn sửa 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 lại thì câu hỏi sửa đến bao giờ là xong đúng không các bạn. Cho nên cái này nó cũng phải cân bằng, cho nên theo cái cách làm việc của mình thì mình nghĩ là cứ đúng deadline mình chạy ha, rồi sau đó theo quy trình thì ai approve đã approve rồi thì mình cứ làm tiếp thôi. Còn trường hợp ví dụ giờ mình tổng cộng mình có 5 cái màn hình, mình test 5 cái màn hình với cái bộ test cây của mình mà không có nào có bất thì nó quá ư là bất thường, nó quá ư là bất thường, thì lúc đó mình phải làm gì, cập nhật lại cái bộ test cây, đó là chuyện đương nhiên rồi các bạn ha. Rồi nhìn tắt số 6, nó phụ thuộc vào ngữ cảnh. Phụ thuộc ngữ cảnh cái này chắc chắn là đúng nha các bạn. Ví dụ như các bạn trường hợp mà khi mà các bạn gọi là kiểm tra phần mềm thì hầu hết nó khác nhau
Ví dụ như đối với ứng dụng nền tảng này nền tảng kia nó khác nhau, kể cả cái việc gọi là cùng một số code nhưng mà data dữ liệu nó khác nhau thì nó cũng là khác nhau đó. Cho nên cái việc mà mình kiểm tra thì chắc chắn phải kiểm tra theo nhiều cái ngữ cảnh khác nhau, và không thể nào chắc chắn là đối với cái ngữ cảnh này, tức là đối với cái data dữ liệu này, đối với cái sụt này, đối với cái môi trường này mình kiểm tra không có lỗi thì qua môi trường khác nó không lỗi là điều không thể, mà chắc chắn là qua môi trường khác mình phải kiểm tra lại và phải kiểm tra với bộ data đó lần nữa đó. Cho nên khi mà bảo là test trên nhiều trình duyệt, test trên nhiều cái nền tảng là bảo bản thân tester là phải test lại hết đó các bạn, test lại hết chứ không có chuyện mà bảo là tôi test trên đây rồi thì bên kia tôi nghĩ nó đảm bảo đúng, không có đâu. Mỗi nền tảng mỗi ngữ cảnh nó khác nhau là nó khác nhau các bạn ha. Rồi quan điểm số 7 là mình nhấn mạnh lại ha, không có lỗi là một cái niềm tin sai lầm, tức là niềm tin này nó không không đúng nữa. Cái việc mà gọi là một cái sản phẩm mà nó không có lỗi là điều không thể rồi. Rồi trường hợp chỉ cái duy nhất là người ta không dùng nữa thì nó không có lỗi, tại vì không dùng lấy gì mà lắp lỗi nha. Cho nên cái việc mà trường hợp gọi là bảo phần mềm không lỗi là niềm tin sai lầm, niềm tin sai lầm. Cho nên chỉ cần tìm là ra lỗi sau đó sửa lỗi thì đảm bảo được cái hệ thống nó work, nó chạy đúng với những cái trường hợp cơ bản nhất hoặc là trường hợp mà cái hệ thống nó yêu cầu, vậy là đủ rồi. Còn cái chuyện mà gọi là bảo không có lỗi hoàn toàn và phần mềm nó chạy trơn tru 100% là điều không thể các bạn. Đó là cái nguyên tắc số 7. Thì đây là mình cũng trích dẫn ha, mình cũng trích dẫn tại mình thấy nội dung đọc thì của người khác họ ghi họ cũng đã ok rồi, mình trích dẫn lại. Thì các bạn có thể tham khảo ở đây về 7 nguyên lý về bất. Thì hy vọng là cái mình chia sẻ các bạn có thể hiểu được. Thì nếu mà các bạn thấy thích thì các bạn có thể like cái video này. Ngoài ra thì mình cũng có một khóa học ở QC, khóa học về QC, training từ cơ bản đến nâng cao, mình upload lên Udemy. Hiện tại thì chưa có cái link chính thức về Udemy, thì sau khi có link thì mình sẽ share ở dưới description cho các bạn. Nếu các bạn nào cần đăng ký thì có thể đăng ký ở đó và join vào group hỗ trợ, thì mình sẽ hỗ trợ các bạn học về ROM QC này ha. Rồi, cảm ơn các bạn.